Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu EU, chỉ trong thời gian ngắn đã có tới 17 lô hàng nông hải sản xuất đi từ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường EU bị từ chối hoặc bị giám sát do không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 5, hệ thống cảnh báo nhanh của EU đối với mặt hàng thức ăn và thực phẩm nguy cơ gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng đã ra thông báo có 9 lô hàng thủy sản và 8 lô hàng nông sản của Việt Nam bị từ chối hoặc giám sát khi nhập vào EU. Nguyên nhân là những lô hàng này không đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của EU và chứa các chất vượt mức cho phép hoặc các chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Trước đó, các nhà quản lý đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo đối với các đơn vị xuất khẩu nông hải sản sang thị trường EU vì đây là thị trường xem an toàn thực phẩm luôn quan trọng hơn giá cả. Nếu bị phát hiện không an toàn về vệ sinh, thực phẩm sẽ bị tiêu hủy ngay tại cửa khẩu.